Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 35. Nắm đấm của Dương Thanh đánh thẳng vào cánh tay của ông Đường, khiến lão ta bị đẩy lùi mấy bước. Tôi tôn trọng ông là tiền bối, không muốn ra tay nên ông đừng ép tôi. Ông biết mà, ông không phải đối thủ của tôi. Dương Thanh không thừa thắng xông lên mà tiếp tục thuyết phục. Sắc mặt ông Đường trở nên nghiêm trọng, lão ta đã biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng lão ta có sứ mệnh quan trọng. Nếu Vũ Văn Bân xảy ra chuyện, lão ta khó lòng thoát tội. Với thực lực của ông, bảo vệ một thằng vô dụng như vậy đúng là lãng phí. Nếu ông đồng ý đi theo tôi, nhà họ Tào cho ông cái gì tôi sẽ đền ông gấp bội. Dương Thanh nói tiếp, thực lực của ông Đường mạnh hơn cả Mã Siêu. Nếu dưới tay anh có cao thủ cấp bậc này chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Bây giờ anh đã quyết định dẫn cả nhà về Yến Đô ở, kẻ địch sẽ ngày càng mạnh hơn. Nếu có ông Đường bảo vệ, áp lực của anh sẽ giảm bớt không ít. Nhưng ông Đường không thể đi theo Dương Thanh, lắc đầu nói, nhà họ Tào có ơn với tôi. Mạng của tôi được nhà họ Tào cho, dù có chết vì nhà họ Tào tôi cũng phải trả ơn. Rốt cuộc Dương Thanh đã hiểu không có hy vọng thuyết phục ông Đường đi theo mình. Vậy thì tôi đành phải đắc tội. Vẻ mặt Dương Thanh nghiêm túc hẳn lên, trước giờ anh chưa từng nương tay với kẻ thù. Ông Đường cũng không dám chủ quan, lập tức tập trung toàn bộ sức lực, vọt tới chỗ Dương Thanh. Thoáng chốc, lão ta đã đối mặt với anh. Bịch! Dương Thanh không nương tay nữa, đấm mạnh vào ngực lão ta. Ông Đường như con diều đứt dây bay ngược ra xa mấy mét rồi rơi xuống. Tốc độ của ông Đường rất nhanh, nhưng thực lực vẫn thua kém Dương Thanh rất nhiều. Lão ta không thể chống lại một đấm của Dương Thanh, phun máu ra, cả người đau nhức. Thế nhưng lão ta vẫn giãy giụa bò lên, trong lòng khiếp sợ tột độ. Trước đó ở Club Hoàng Kim, lão ta đã biết Dương Thanh vô cùng mạnh. Nhưng đến tận bây giờ, lão ta mới nhận ra, anh vẫn luôn đánh rất nhẹ nhàng. Lão ta không đoán được thực lực của Dương Thanh mạnh đến mức nào. Bởi vì lão ta không đủ khả năng ép Dương Thanh đánh hết sức. Lúc này, Mã Siêu đã tới gần chiếc Bentley, đấm vỡ cửa kính xe, túm tài xế ra ngoài. Chỉ khi giải quyết tài xế mới có thể bảo đảm Vũ Văn Vân không thể chạy thoát. Trong xe, Vũ Văn Vân thấy Mã Siêu đấm vỡ cửa kính, một tay lôi tài xế ra ngoài đã sợ ngây người. Mình nên làm gì bây giờ? Vũ Văn Vân khiếp đảm, bỗng thấy hối hận vì khiêu khích Dương Thanh. Nhưng giờ đây hối hận cũng đã muộn. Thằng chết tiệt, mày tự cút ra ngoài hay phải để tao lôi mày ra? Mã Siêu cười híp mắt nói. Tôi tự xuống xe, cuối cùng Vũ Văn Bân cũng hạ quyết tâm. Giọng điệu giống như thà tự xuống xe chịu đau ít còn hơn bị Mã Siêu lôi xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một gã sát thủ áo đen đột nhiên xuất hiện, tay cầm một con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Mã Siêu. Xoẹt! Mã Siêu không kịp tránh, cánh tay bị lưỡi dao rạch một đường. Nhưng anh ta không có cơ hội phản ứng, lưỡi dao đã lại đâm tới. Anh ta chỉ có thể từ bỏ tấn công, vội vàng trốn tránh. Đối phương mặc đồ đen, cả khuôn mặt bị che dưới lớp vải. Dương Thanh nhướng máy nhìn chằm chằm ông Đường, tức giận hỏi, ông thuê sát thủ tới à? Gã sát thủ mặc áo đen kia vô cùng nhanh nhẹn, từng đòn đều chí mạng. Chỉ có sát thủ hàng đầu thế giới mới có năng lực giết người mạnh mẽ như vậy. Nếu cậu không cứu, chỉ sợ anh em của cậu sẽ phải bỏ mạng, ông Đường cười lạnh một tiếng. Cả tay súng bắn tỉa trước đó cũng do lão ta mời tới để đối phó Dương Thanh. Nhưng không ngờ Dương Thanh vẫn có thể đuổi kịp lão ta dưới sự truy sát của mấy tay súng bắn tỉa. Ông đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho ông toại nguyện. Sát khí trong mắt Dương Thanh ngày càng nồng đậm. Anh vốn không định trở mặt với nhà họ Tào, chỉ muốn tra hỏi Vũ Văn Bân về bí mật của mẹ mình rồi sẽ tha cho anh ta. Nhưng giờ đây, anh không muốn tha chết cho ông Đường nữa. Người ta là sát thủ hàng đầu của tổ chức xếp thứ ba thế giới Bạo Phong Tuyết đấy. Nếu cậu còn không đi cứu, nhất định sẽ phải hối hận. Ông Đường cảm nhận được sát khí từ trên người Dương Thanh, vội nói. Dương Thanh khinh thường cười lạnh, nếu tôi nói cho ông biết, sát thủ từng xếp hạng nhất của Bạo Phong Tuyết cũng phải chết trong tay anh em tôi thì sao? Nghe vậy, ông Đường hoảng hốt nói, không thể nào. Nếu nói cao thủ mạnh nhất Bạo Phong Tuyết bị Dương Thanh giết chết lão ta còn tin.
nhưng nếu nói cao thủ mạnh nhất Bạo Phong Tuyết chết trong tay một thằng đàn em của Dương Thanh, lão ta không tin. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông Đường, không thèm giải thích mà nói, đỡ đòn đi. Dứt lời, anh thoát cái biến mất tại chỗ. Một khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người Dương Thanh càn quét về phía ông Đường. Ông Đường khiếp sợ phát hiện mình không hề có chút ý chí chiến đấu nào. Bởi vì sát khí của Dương Thanh quá khủng bố, so với anh, lão ta chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Không phải lão ta không dám đánh mà là chưa kịp ra tay, Dương Thanh đã xuất hiện trước mặt lão ta. Chết đi! Lão ta chỉ nghe thấy hai chữ này, sau đó thân thể cứ như bị một chiếc xe tải mấy chục tấn tông vào, bay thẳng ra ngoài. Lão ta bổ nhào xuống đất, lại phun máu, sự sống dần tan biến như thủy triều rút. Rốt cuộc cậu là ai? Ông Đường cắn răng hỏi. Nhưng Dương Thanh không có ý định nói cho lão ta biết, chỉ hờ hững nhìn một cái rồi quay người rời đi. Bỗng cổ họng sộc lên mùi máu tanh, ông Đường không nhịn nổi phun ra một ngụm máu đen rồi tắt thở, chết không nhắm mắt. Đến tận lúc chết, lão ta vẫn không biết thân phận thật sự của Dương Thanh. Lúc này, Mã Siêu đang giao đấu với cao thủ của Bạo Phong Tuyết. Tuy anh ta bị rạch một dao ở cánh tay nhưng không hề ảnh hưởng tới thực lực. Đánh nhanh thắng nhanh, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Được thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mã Siêu công môi nở nụ cười, híp mắt nhìn chằm chằm sát thủ bịt mặt, lạnh lùng nói, mày chết được rồi đấy. Nói xong, cả người anh ta như một con thú dữ nhào vào sát thủ. Mã Siêu như biến thành một người khác, sát khí bùng nổ. Sát thủ cảm thấy toàn thân rét run, nguy hiểm ập đến. Vừa rồi gã ta đã tận mắt chứng kiến Dương Thanh giết ông Đường. Bây giờ Dương Thanh đang đứng bên cạnh, gã ta không có khả năng giết Mã Siêu. Nghĩ vậy, gã ta không mảy may do dự định quay lưng bỏ chạy. Phập! Nhưng gã ta vừa mới lao ra ngoài mấy mét, Dương Thanh đá ra một cái, viên đá lao như bay về phía gã ta. Sát thủ bổ nhào ra trước theo quán tính rồi ngã lăn ra đất. Anh Thanh, đã nói là anh không cần ra tay rồi mà, Mã Siêu oán trách. Dương Thanh chỉ lạnh nhạt đáp, nếu gã ta chạy trốn, cậu không đuổi kịp đâu. Sát thủ của Bạo Phong Tuyết nổi tiếng về tốc độ, Mã Siêu không thể giữ chân đối phương. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Dương Thanh, Mã Siêu không dám nhiều lời, vội vàng đi lên mở cửa sau xe Bentley ra. Á, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Vũ Văn Bân ở trong xe nhắm tịt mắt gào thét ầm ĩ, khí thế hống hách khi ở Club Hoàng Kim đã mất sạch. Cho anh ta ngậm miệng rồi đưa đi, Dương Thanh nói. Mã Siêu đập một cái, Vũ Văn Bân lập tức ngất xỉu. 20 phút sau, Dương Thanh ngồi trên sofa trong một tòa biệt thự cao cấp. Giữa phòng khách có một người đang nằm, chính là Vũ Văn Bân. Ao ao. Mã Siêu dội nước lạnh lên đầu anh ta. Vũ Văn Bân giật mình mở choàng mắt, phát hiện mình đang ở trong một tòa biệt thự cao cấp, Dương Thanh đang ngồi trên sofa ngay trước mặt anh ta. Dương Thanh, cậu muốn làm gì? Vũ Văn Bân bị dọa suýt bật khóc, vô thức lùi về phía sau. Bịch! Mã Siêu đá vào mông Vũ Văn Bân, khiến anh ta ngã bổ nhào dưới chân Dương Thanh. Mày còn không biết tao muốn làm gì sao? Dương Thanh nắm tóc Vũ Văn Bân, căm tức nói, mau nói toàn bộ những chuyện liên quan đến mẹ tao đi. Nếu mày dám giấu giếm nửa câu, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Lúc này Dương Thanh cực kỳ hung dữ, trong mắt đỏ ngầu. Lần này rời khỏi biên giới phía Bắc, anh vốn định sống yên bình, nào ngờ phiền phức cứ thi nhau kéo tới. Bây giờ còn biết về một bí mật của mẹ mình, sao anh có thể bỏ qua cho Vũ Văn Bân được? Vũ Văn Bân hoảng sợ nói, tôi lừa cậu đấy. Tôi sợ cậu giết tôi nên mới cố tình nói là biết bí mật của mẹ cậu. Thực ra tôi chẳng biết gì hết. Dương Thanh, cậu không thể giết tôi. Chúng ta là anh em ruột, sau này tôi không tranh với cậu nữa. Cậu muốn tôi làm chó cũng được, cậu bảo tôi cắn ai tôi sẽ cắn người đó. Gâu, gâu, gâu. Vũ Văn Bân quỳ rạp dưới chân Dương Thanh, vẻ mặt sợ hãi sủa theo chó. Bịch. Dương Thanh đạp Vũ Văn Bân, giận dữ quát, tao hỏi mày lần cuối, mày biết bí mật gì của mẹ tao? Mày có thể lựa chọn tiếp tục giấu tao, nhưng tao nói cho mày biết đây là cơ hội sống cuối cùng của mày. Thành thật nói cho tao biết, tao tha cho mày, hoặc là nhận lấy cái chết.
Mặt Vũ Văn Bân be bét máu, sợ chết khiếp. Anh ta biết nếu còn không chịu nói thật, chỉ e Dương Thanh sẽ giết mình. Tôi chỉ biết chút ít, không rõ toàn bộ chân tướng. Cuối cùng Vũ Văn Bân cũng chịu nói ra, năm đó trước khi hai mẹ con cậu bị đuổi khỏi gia tộc, tôi từng tình cơ nghe thấy bố mẹ tôi cãi nhau. Mẹ tôi nói con của cô ta không phải con của ông, sao ông còn dám để họ ở lại gia tộc. Nhưng tôi không biết người mẹ tôi nói tới có phải là mẹ cậu hay không. Nhưng sau lần đó, hai mẹ con cậu mới bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Bân nói ra toàn bộ những gì mình biết. Quỳnh! Trong đầu Dương Thanh nổ ầm ầm, anh sững sờ không dám tin vào tai mình. Tuy Vũ Văn Bân nói không biết người mẹ mình nhắc tới có phải mẹ anh hay không nhưng xem ra chính là hai mẹ con anh. Nếu đây là sự thật, vậy chẳng phải anh không phải là người của gia tộc Vũ Văn sao? Không thể như vậy được. Dương Thanh nổi giận bóp cổ Vũ Văn Bân, giận dữ hét lên, mày đang lừa tao đúng không? Nói đi, mày đang lừa tao phải không? Lúc này Dương Thanh đã hoàn toàn mất kiểm soát, bàn tay bóp cổ Vũ Văn Bân dùng rất nhiều sức, khiến anh ta không nói nổi một chữ. Anh Thanh! Mã Siêu thấy thế vội vàng đi tới, lo lắng nói, anh tỉnh táo lại đã. Giết anh ta rồi sẽ không biết gì nữa đâu. Nghe Mã Siêu nói thế, Dương Thanh mới dần tỉnh táo lại, bàn tay đang bóp cổ Vũ Văn Bân cũng dần buông lỏng. Vũ Văn Bân ngã lăn ra đất, hít lấy hít để. Anh ta lại phải chịu cảm giác đứng giữa ranh giới sống chết trong tay Dương Thanh. Trước đó anh ta đã bị Dương Thanh dọa sợ mất mật, lần này lại càng sợ hơn. Anh ta có cảm giác như đang đối mặt với thần chết. Tao cho mày thêm một cơ hội nói thật. Dương Thanh hít sâu một hơi, cố giữ tỉnh táo. Lần này, Vũ Văn Bân thật sự bật khóc, quỳ dưới chân Dương Thanh nức nở nói, lời tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi thề, nếu nói dối sẽ chết không yên. Nếu cậu không tin tôi thì gọi điện cho bố đi, kiểm tra xem tôi nói thật hay giả. Nếu là giả thì hắn giết tôi, được không? Vũ Văn Bân khóc lóc cầu xin, hiện giờ anh ta chỉ mong được sống. Nhưng lời anh ta nói lại khiến lòng Dương Thanh chết lặng. Bởi vì anh biết trong hoàn cảnh hiện giờ, Vũ Văn Bân không có gan nói láo. Vậy có nghĩa là, mình không phải con ruột của Vũ Văn Cao Dương sao? Không thể nào, không thể như vậy được. Dương Thanh thẫn thờ lẩm bẩm. Lần đầu tiên Mã Siêu thấy anh mất khống chế như vậy, nhưng cũng có thể hiểu được tâm tình của anh. Trước giờ Dương Thanh vẫn luôn thù hận gia tộc Vũ Văn. Nếu không phải trước khi chết mẹ anh từng bắt anh thề độc không được trả thù, anh đã tiêu diệt gia tộc Vũ Văn từ lâu rồi. Anh ôm mối hận này hơn 20 năm, thế mà bỗng một ngày chợt phát hiện gia tộc Vũ Văn cũng chẳng phải gia tộc của mình. Nếu mình không phải người của gia tộc Vũ Văn, vậy thì bố ruột của anh là ai? Tại sao lại vứt bỏ hai mẹ con mình? Anh Thanh, có thể đây cũng không phải sự thật. Hay là anh cứ gọi cho Vũ Văn Cao Dương hỏi đã, Mã Siêu dè dặt hỏi. Đi, lập tức tới gia tộc Vũ Văn. Dương Thanh quyết định tới hỏi thẳng. Có vài lời không thể nói rõ ràng qua điện thoại. Anh phải ba mặt một lời hỏi Vũ Văn Cao Dương, rốt cuộc sự thật là gì? Thế còn anh ta thì sao? Mã Siêu nhìn Vũ Văn Vân đang run lẩy bẩy. Dương Thanh cũng nhìn sang, tạm thời giữ lại mạng của anh ta, dẫn đi cùng. Vâng, Mã Siêu đáp. Hiện giờ, tâm trạng cậu Dương Thanh cực kỳ mâu thuẫn. Ở sâu trong lòng anh đã biết mình không phải con ruột của Vũ Văn Cao Dương, chỉ là không muốn thừa nhận. Nếu anh thực sự không có quan hệ với gia tộc Vũ Văn, thù oán giữa anh và bọn họ cũng không tồn tại. Nửa tiếng sau, một chiếc Phaeton màu đen chậm rãi đi tới một trang viên xa hoa rộng trăm mẫu. Vừa tới cổng đã bị bảo vệ ngăn lại, các cậu là ai? Mở cửa. Cửa kính xe hạ xuống, mặt Vũ Văn Bân lộ ra ngoài. Trông thấy anh ta, bảo vệ kinh ngạc nói, thì ra là cậu Bân. Mau cho vào. Xe thuận lợi tiến vào trang viên của gia tộc Vũ Văn, dừng lại trước cổng một tòa biệt thự sang trọng. Tất cả vẫn y hệt trong ký ức thời thơ bé. Dương Thanh vốn nên cảm thấy hoài niệm, nhưng giờ đây anh không thể bình tĩnh nổi. Anh vừa chờ mong muốn biết chân tướng, lại vừa sợ hãi. Anh không biết nếu mình không phải người của gia tộc Vũ Văn thì phải đối mặt với bọn họ thế nào. Dù sao anh cũng lớn lên trong gia tộc này. Đối với anh, gia tộc Vũ Văn có ơn dưỡng dục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh không thể ra tay với họ.
Đến rồi à? Dương Thanh vừa dẫn Mã Siêu và Vũ Văn Bân đi vào biệt thự đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chính là Vũ Văn Cao Dương đang bình tĩnh ngồi trên sofa. Dương Thanh xuất hiện không nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt sưng vù của Vũ Văn Bân, ông ta khẽ nhíu mày. Bố mau nói cho Dương Thanh biết cậu ta có mang huyết thống của gia tộc Vũ Văn không đi, Vũ Văn Bân vội vàng nói. Nếu là trước kia, anh ta sẽ nghĩ đang ở địa bàn của mình thì có thể dễ dàng bóp chết Dương Thanh. Nhưng giờ đây, anh ta không dám. Mí mắt Vũ Văn Cao Dương khẽ chuyển động, rõ ràng không ngờ mục đích Dương Thanh tới đây là vì chuyện này. Nói đi, rốt cuộc tôi với ông có quan hệ máu mủ gì không? Hai mắt Dương Thanh đỏ bừng nhìn chằm chằm ông ta. Vũ Văn Cao Dương không lập tức trả lời, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, không biết có phải đang nhớ tới mẹ Dương Thanh hay không. Ông biết mà, chỉ cần tôi muốn là có thể dễ dàng tra ra được quan hệ của chúng ta, Dương Thanh nói tiếp. Quả thật là vậy, nếu muốn tra, anh chỉ cần kiểm tra DNA của mình và Vũ Văn Bân là có thể biết được chân tướng. Phải thì sao, không phải thì sao, chuyện đến nước này, vấn đề ấy còn ý nghĩa gì nữa à? Vũ Văn Cao Dương bỗng lên tiếng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Dương Thanh cũng sững sờ, anh hiểu ý của ông ta. Dương Thanh vốn ghi hận gia tộc Vũ Văn, nhưng vì trước khi chết, mẹ anh ép anh thề độc không được trả thù. Vậy thì Dương Thanh và Vũ Văn Cao Dương có quan hệ máu mủ hay không còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng câu nói này của Vũ Văn Cao Dương càng khiến Dương Thanh xác định đáp án trong lòng mình. Thì ra là vậy. Dương Thanh đột nhiên bật cười, đầu tiên là cười khẽ, sau đó biến thành cười lớn, bật cười nghiêng ngả tôi biết rồi. Thì ra là vậy, ha 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 ha. Dương Thanh cười chảy cả nước mắt, nỗi đau trong lòng khiến anh sống không bằng chết. Anh hận Vũ Văn Cao Dương hơn 20 năm trời, kết quả đối phương chẳng phải bố ruột mình. Nếu đã không phải bố ruột, Vũ Văn Cao Dương đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc, đuổi khỏi Yến đâu có gì đáng trách. Thấy Dương Thanh rơi nước mắt, Vũ Văn Cao Dương cũng rất khó chịu. Ông ta đã giấu giếm bí mật này suốt 27 năm, cuối cùng vẫn để anh biết được. Dương Thanh, con đừng như vậy, mẹ con mà biết sẽ rất đau lòng, Vũ Văn Cao Dương nói. Ánh mắt ông ta nhìn Dương Thanh chỉ còn sự hiền từ của bố dành cho con, không có thù hận. Không sai. Dương Thanh không phải con ruột ông ta, nhưng lại được ông ta nuôi lớn. Cho dù năm đó đuổi hai mẹ con Dương Thanh ra khỏi gia tộc cũng không phải ý của ông ta. Bố ruột của tôi là ai? Dương Thanh ngừng cười, hai mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm Vũ Văn Cao Dương. Vũ Văn Cao Dương không trả lời ngay, mà tỏ vẻ đau khổ. Một lúc lâu sau ông ta mới ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, đỏ bừng hai mắt nói, khi bố biết mẹ con, bà ấy đã mang thai. Bố cũng từng hỏi người đàn ông kia là ai, nhưng mẹ con chưa từng nhắc tới người đó. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Dương Thanh. Nhưng vẫn khiến anh khó mà tiếp nhận. Được rồi, tôi biết rồi. Lát sau, Dương Thanh mệt mỏi nói rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Dương Thanh, Vũ Văn Cao Dương chỉ cảm thấy chua xót. Ông ta có thể cảm nhận nỗi đau của anh. Ông ta yêu người con gái ấy tha thiết, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi nên vẫn có tình cảm sâu nặng với đứa trẻ không phải con ruột của mình này. Nếu không bị nhà họ Tào chèn ép, chắc chắn ông ta sẽ không đuổi Dương Thanh và người mình yêu khỏi gia tộc. Dương Thanh. Thấy Dương Thanh sắp rời khỏi, Vũ Văn Cao Dương không kìm được gọi một tiếng. Dương Thanh dừng bước nhưng không quay đầu lại. Bố vẫn luôn coi con là con trai bố. Năm đó đuổi hai mẹ con ra khỏi gia tộc là lỗi của bố xin lỗi. Vũ Văn Cao Dương đột nhiên nói. Nghe vậy, toàn thân Dương Thanh run lên, chỉ thấy trong lòng ấm áp, trái tim lại càng đau đớn. Đúng vậy. Nếu không vì năm xưa đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc, xét về phương diện nào ông ta cũng là một người bố tốt. Những gì Vũ Văn Bân có, Dương Thanh cũng từng được hưởng. Ông ta là chủ của một gia tộc. Nhà vợ cả lại là vương tộc Chiêu Châu. Có lẽ khi đuổi hai mẹ con Dương Thanh đi, ông ta cũng rất khó chịu. Bởi vì anh không phải con ruột của Vũ Văn Cao Dương, ông ta làm được như vậy thực sự đã đủ nhiều. Từ nay về sau, ông không còn nợ mẹ con tôi gì nữa. Còn tôi nợ ông ơn dưỡng dục. Dương Thanh chân thành nói ra những lời này rồi cất bước rời đi.
Vũ Văn Cao Dương nghe xong lập tức nước mặt giàn giụa. Ông ta đã nhìn Dương Thanh lớn lên từng ngày, dù không phải con ruột nhưng cũng chẳng khác là bao. Ông ta đã chờ câu nói này hơn 20 năm rồi. Sau khi rời khỏi gia tộc Vũ Văn, Mã Siêu lái xe đưa Dương Thanh đi. Tôi xuống xe ở đây, cậu cứ về trước đi. Lúc đến trung tâm thành phố, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Anh cho em đi cùng với, Mã Siêu không yên lòng nói. Dương Thanh lắc đầu, tôi muốn yên tĩnh một mình. Mã Siêu không khuyên nữa, dừng xe ở ven đường. Dương Thanh xuống xe rồi dặn dò, đừng nói chuyện hôm nay cho Tâm biết. Anh Thanh yên tâm, em sẽ không nói cho bất kỳ ai, Mã Siêu đáp. Được rồi, cậu đi đi. Dương Thanh ném lại một câu rồi lang thang đi trên đường không mục đích. Buổi tối ở Yến Đô, đèn điện sáng trưng. Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, xe cộ nườm nượp đường phố phồn hoa tấp nập. Trên phố đi bộ rất đông người, có đôi tình nhân trẻ, cũng có đôi vợ chồng già, trong công viên nhỏ cách đó không xa còn có hai vợ chồng già đang nhảy quảng trường. Ai cũng tươi cười hạnh phúc, chỉ mình Dương Thanh mặt mày buồn bã. Chuông điện thoại kêu rất lâu, Dương Thanh mới nghe thấy. Chồng ơi, sao anh vẫn chưa về? Anh vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói thân quen. Dương Thanh cố giữ bình tĩnh nói, tối nay anh lại có chuyện quan trọng cần xử lý, chắc sẽ về nhà rất muộn. Em nghỉ ngơi sớm nhé. Lần đầu tiên Dương Thanh nói dối Tần Thanh Tâm. Anh không biết nếu bây giờ mình về nhà, liệu cô có nhìn ra được gì trên mặt mình hay không? Gặp những chuyện này, anh chỉ muốn gánh chịu một mình. Được rồi, em không làm phiền anh nữa. Tần Thanh Tâm không cảm thấy có gì lạ thường. Hiện giờ trong lòng cô, Dương Thanh chính là chỗ dựa lớn nhất, cô cũng không tin anh sẽ lừa gạt mình. Sau khi cúp máy, trên mặt Dương Thanh hiện lên vẻ áy náy. Anh thở dài, đột nhiên dừng bước. Quán ba dạo bước. Anh nghiêng người, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cổng, khẽ đọc tên quán ba. Người người đều nói mượn rượu giải sầu, sầu lại càng sầu. Bây giờ mình chỉ muốn uống thật say. Dương Thanh tự nhủ, lập tức bước vào quán ba. Quán ba dạo bước không lớn lắm, cũng không mở nhạc sập sình ầm ĩ như trong tưởng tượng mà chỉ có tiếng nhạc nhẹ du dương và diễn tấu saxophone. Chào quý khách muốn gọi gì không ạ? Dương Thanh vừa ngồi xuống, một nhân viên phục vụ mặc vest liền đi tới, tươi cười hỏi. Cho tôi loại rượu mạnh nhất ở đây, Dương Thanh đáp. Chúng tôi có rượu vodka siêu mạnh của Nga, cũng có tequila nổi tiếng của Mexico. So về nồng độ thì không khác nhau là mấy, nhưng tequila uống ngon hơn. Nhân viên phục vụ chưa giới thiệu xong đã bị Dương Thanh chặn họng cho một chai vodka. Vâng thưa quý khách, xin quý khách chờ chút, nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang ra một chai vodka và một cốc rượu. Nhân viên phục vụ hiếu kỳ nhìn Dương Thanh. Bình thường đa số mọi người đến quán bar chỉ để nhấm nháp chút rượu, rất ít người gọi liền một chai vodka như Dương Thanh. Trong lúc đó, Dương Thanh đã rót đầy một cốc rượu, uống cạn trước ánh nhìn khiếp sợ của nhân viên phục vụ. Ngay sau đó, anh lại rót đầy một cốc, tiếp tục uống một hơi cạn sạch. Uống liền ba cốc vào bụng mới thấy ổn định lại chút. Nhân viên phục vụ cảm thấy rất phung phí. Chai vodka Dương Thanh gọi là loại rượu quý nhất của quán bar dạo bước. Mỗi chai đều đáng giá ngàn vàng. Thế mà anh lại uống như nước lọc. Quan trọng là rượu này mạnh như vậy, Dương Thanh uống vào lại chẳng có cảm giác gì. Dương Thanh đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì chợt nghe thấy có người kinh ngạc gọi tên mình. Tô San. Trông thấy đối phương, Dương Thanh rất ngạc nhiên. Không ngờ thế giới này nhỏ như vậy, ở Yến Đô cũng có thể gặp được bạn thân của Tần Thanh Tâm. Đúng là anh rồi. Tô San mừng rỡ vội vàng ngồi xuống đối diện Dương Thanh, cười nói, vừa nãy tôi đã cảm thấy bóng lưng của anh rất quen thuộc, không ngờ lại đúng là anh. Sao anh lại ở đây một mình, Thanh Tâm đâu? Tô San cười hỏi. Dương Thanh không nhiệt tình nổi, chỉ hơi kinh ngạc lúc trông thấy Tô San, lạnh nhạt đáp, cô ấy ở nhà nghỉ ngơi. Tô San không biết nhà mà anh nói tới là ở Yến Đô, trong lòng mừng thầm. Từ khi được Dương Thanh cứu mạng, cô ta đã đem lòng thích anh, nhưng vì quan hệ với Tần Thanh Tâm nên cô ta vẫn luôn che giấu tình cảm của mình. Thậm chí không tiếc bày kế, tìm cách gặp riêng Dương Thanh. Bây giờ lại gặp được anh ở Yến Đô, cô ta rất vui.
Quan trọng là, anh chỉ đi một mình. Đừng nói là anh cãi nhau với Thanh Tâm đấy nhé. Sao trông mặt mũi ỉu xìu thế kia? Tô San cảm thấy Dương Thanh khác lạ, nghi hoặc hỏi thăm. Không phải. Dương Thanh vẫn đáp lại ngắn gọn. Nhưng Tô San lại mừng thầm trong lòng. Dương Thanh càng khác lạ càng chứng tỏ anh và Tần Thanh Tâm đang có vấn đề. Nào, để tôi uống với anh. Tô San cười nói, hào phóng tự rót cho mình một cốc, học Dương Thanh uống cạn. Phụt. Chỉ là vừa uống một ngụm, cô ta đã phun hết ra, đầu lưỡi sưng đỏ, vừa lấy tay quạt vừa oán giận nói, rượu gì vậy? Cay như cồn ấy. Thấy dáng vẻ chật vật của cô ta, Dương Thanh bỗng cảm thấy buồn cười. Đây là rượu vodka mạnh nhất, trừ mùi rượu ra không còn mùi gì khác, vị rượu cay nồng, nóng như lửa, Dương Thanh cười nói. Anh còn cười được, Tô San trợn mắt lườm Dương Thanh. Dương Thanh cũng không để bụng, tâm tình buồn bực đã bị Tô San chọc cười vui vẻ. Cho tôi một ly rượu trái cây, Tô San gọi nhân viên phục vụ. Sao cô lại ở đây, Dương Thanh bỗng hỏi. Tô San thở dài giải thích, bố tôi vẫn luôn muốn để nhà họ Tô chen chân vào Yến Đô, bảo tôi đi trước mở đường. Nhà họ Tô muốn tới Yến Đô sao, Dương Thanh kinh ngạc hỏi. Nhà họ Tô là nhà giàu nhất Giang Hải, gốc rễ đều ở Giang Hải. Nếu tới Yến Đô với chút tài sản này của bọn họ, đừng nói là nhà giàu nhất, dù là gia tộc dưới chót cũng không bằng. Gia tộc nào ở Yến Đô cũng có gia tài bạc triệu, nắm trong tay mấy doanh nghiệp lớn. Sao hả, anh coi thường nhà họ Tô à, Tô San trừng mắt hỏi Dương Thanh. Dương Thanh lắc đầu nói, không phải, tôi chỉ tò mò không biết tại sao nhà họ Tô không muốn làm nhà giàu nhất Giang Hải, lại phải tới Yến Đô chịu khổ. Tô San trợn mắt nhìn anh, còn nói không coi thường chúng tôi. Dương Thanh không nói gì nữa, lại cầm một cốc vodka uống cạn. Thấy Dương Thanh thu rượu ừng ực, Tô San say mê ngắm nhìn. Dương Thanh, anh thực sự không sao chứ? Tô San lo lắng hỏi, đảo mắt lấy điện thoại giả vờ quay số, tôi gọi cho Thanh Tâm xem nào. Chờ đã. Dương Thanh vội vàng ngăn cản. Anh biết được một vài chuyện nên thấy khó chịu, không muốn Tần Thanh Tâm nhìn thấy bộ dạng này của mình rồi buồn lòng nên mới một mình tới quán ba uống rượu. Nếu Tô San nói cho Tần Thanh Tâm, ai biết cô sẽ nghĩ gì? Anh còn nói không có vấn đề gì với Thanh Tâm, rõ ràng là cãi nhau nên anh mới tới đây uống rượu còn gì, Tô San cất điện thoại đi, cười híp mắt nói. Dương Thanh lười giải thích, chỉ đâm đầu vào uống rượu, nhanh chóng uống hết một chai vodka. Anh vốn định uống say nhưng Tô San xuất hiện khiến anh mất sạch hứng thú, đứng dậy nói tôi phải đi rồi. Cô cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Đợi đã, Tô San vội vàng đuổi theo. Cô ta đuổi theo Dương Thanh ra ngoài mới tức giận nói, anh đúng là không biết ý tứ gì cả. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, sao tôi cứ cảm thấy anh cố tình xa lánh tôi. Cô có chuyện gì à? Dương Thanh đứng lại, nghi hoặc hỏi Tô San. Nói thật lòng, anh không thể nào thích nổi người phụ nữ này. Nếu cô ta không phải bạn thân Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã không thèm để ý tới rồi. Bây giờ cô ta lại cố tình dây dưa khiến anh thấy bực bội. Trễ thế này mà anh nhẫn tâm để tôi về một mình sao? Anh tiễn tôi về khách sạn đi, Tô San nói. Vừa nãy đã uống hết một chai vodka, anh lại cố tình muốn uống say nên hiện giờ chỉ cảm thấy choáng váng, rất buồn ngủ. Tối nay uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn không thể về nhà. Anh vốn định ngủ ở khách sạn. Nếu Tô San đã muốn mình đưa về khách sạn thì tiện đường thuê luôn một phòng ở đấy cũng được. Quyết định xong, Dương Thanh mới nói, được. Tôi đưa cô về. Thấy Dương Thanh đồng ý, Tô San mừng rỡ đáp, cảm ơn anh hùng Dương Thanh nhé. Tô San ở khách sạn Hilton, cách đây không xa, gọi taxi đi 10 phút là tới. Nhưng khi đến nơi, Dương Thanh đã ngủ thiếp đi ở ghế sau. Dương Thanh, Dương Thanh. Tô San gọi mấy lần không thấy anh phản ứng, đỏ mặt nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, trong lòng nhộn nhạo. Đến rồi à? Dương Thanh được Tô San đỡ đi vài bước, bị gió tạt vào mặt mới tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Anh cẩn thận, tôi dìu anh đi, Tô San nhỏ giọng nói. Khi còn ở biên giới phía Bắc, anh là tướng quân nên bắt buộc phải giữ tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, xưa nay chưa từng uống rượu. Sau khi rời đi, anh vẫn duy trì thói quen này, không hút thuốc không uống rượu.
chẳng qua hôm nay quá khó chịu, lại ngẫu nhiên đi qua quán bar nên mới muốn thử một chút. Anh cố ý muốn say nên rất dễ say, lúc này dường như đã không còn ý thức, đến cả người đang đỡ mình là ai cũng không biết. Cả người anh dựa vào Tô San, để cô ta tùy ý đỡ mình đi. Tô San mệt gần chết mới lôi được Dương Thanh vào phòng mình. Vừa về đến phòng, cô ta đã thở phì phò, trời má, sao anh lại nắng như vậy? Nhìn sang Dương Thanh bị mình ném lên giường, ánh mắt Tô San trở nên nóng bỏng. Tâm à, lần này không trách được mình rồi. Chỉ tại chồng cậu quá mạnh, e là không người phụ nữ nào cưỡng lại nổi, Tô San thấp giọng lẩm bẩm. Vốn cô ta còn do dự, nhưng lúc này trong đầu chỉ nhớ tới lần đầu tiên được Dương Thanh cứu ở công nhà họ Tô, trái tim đập loạn nhịp. Mặc dù chuyện này xảy ra từ mấy tháng trước nhưng cảnh tượng ấy vẫn khắc sâu trong đầu cô ta. Tách tách tách, Tô San lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh, còn chụp tự sướng mình và Dương Thanh cùng nằm trên giường. Vẻ mặt cô ta tràn đầy đắc ý. Chụp xong, cô ta mới vào phòng tắm. 20 phút sau, cô ta đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn Dương Thanh nằm trên giường, trong mắt cô ta chợt hiện lên vẻ giằng co. Một bên là bạn thân nhất, một bên là người đàn ông mình yêu thích từ lâu, cô ta đều không nỡ. Nhất là Tần Thanh Tâm, hai người thân nhau từ nhỏ, dù cô ta ra nước ngoài du học nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Hiện giờ quan hệ giữa hai người lại càng thân thiết. Trong lúc cô ta đang đấu tranh tâm lý, chuông điện thoại chợt reo vang. Cô ta giật nảy mình, phát hiện là điện thoại của Dương Thanh. Cô ta vội vàng chạy tới lấy ra. Khi thấy người gọi là Tần Thanh Tâm, cô ta lại càng do dự. Rốt cuộc mình nên làm thế nào? Cô ta nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, mím môi hạ quyết tâm. Sáng hôm sau mặt trời lên cao, Dương Thanh mới mơ màng tỉnh dậy. Anh vô thức gọi một tiếng, vợ ơi! Nhưng không có ai đáp lại. Anh dụi đôi mắt nhấp nhem buồn ngủ, đến khi thấy mình đang ở trong phòng khách sạn mới bừng tỉnh. Sao mình lại ở đây? Anh đứng bật dậy. Thế nhưng vừa đứng lên liền phát hiện toàn thân mình chỉ mặc một cái quần đùi nhỏ. Đầu óc anh trống rỗng. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh ngồi xuống giường, ngơ ngác lẩm bẩm. Anh chỉ thấy đầu nặng nề, rất khó chịu. Dần ra, từng hình ảnh rõ ràng lướt qua trong đầu anh. Anh nhớ sau khi ra khỏi quán bar, Tô San đuổi theo bảo anh đưa cô ta về khách sạn. Sau khi hai người lên một chiếc taxi, anh ngủ thiếp đi. Còn về chuyện sau đó, anh không có ký ức gì. Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ nảy ra trong đầu anh. Rõ ràng tối qua anh có mặc quần áo, nhưng bây giờ toàn thân chỉ còn đồ lót, nhất định là Tô San thay ra cho anh. Anh không phải kẻ ngốc, có thể cảm giác được Tô San có tình cảm khác lạ với mình. Tối qua anh đã uống quá nhiều, Tô San cũng uống rượu. Sau khi về khách sạn, giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Anh bỗng thấy hoảng sợ. Tô San! Dương Thanh hét lên một tiếng nhưng không có ai đáp lại. Anh vội vàng lấy điện thoại định gọi Tô San gặng hỏi rõ ràng thì phát hiện có hơn chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều là Tần Thanh Tâm gửi tới. Thấy Tần Thanh Tâm gọi nhiều cuộc và gửi nhiều tin nhắn như vậy, Dương Thanh thấy rất áy náy. Rốt cuộc anh đã biết cái gì gọi là say rượu hỏng việc. Hiện giờ, anh sợ nhất là đêm qua mình và Tô San xảy ra chuyện nhạy cảm gì đó. Dương Thanh, anh tỉnh rồi à? Trong lúc Dương Thanh đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng bị mở ra, bóng người quen thuộc đi vào, là Tô San. Cô ta còn cầm theo một suất ăn sáng, cười nói, tôi ra ngoài mua bữa sáng cho anh này, mau đi rửa mặt đi. Từ lúc Tô San bước vào, Dương Thanh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ta muốn tìm ra chút manh mối. Nhưng vẻ mặt cô ta quá bình tĩnh, anh không nhìn ra được gì. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tô San bị nhìn chằm chằm hơi ngượng ngùng, cười hỏi. Nói xong, cô ta chợt nhớ ra gì đó, mặt mũi đỏ ửng vội nói, tối qua anh nôn ra người, tôi gọi mãi không tình, đành phải giặt quần áo cho anh. Vừa nói, cô ta vừa đi ra ban công. Lấy quần áo của Dương Thanh đặt lên giường rồi quay lưng lại, anh yên tâm thay quần áo đi, tôi không nhìn đâu. Thấy phản ứng của Tô San, Dương Thanh thở phào một hơi. Xem ra tối qua hai người họ không xảy ra chuyện gì. Tô San chỉ cởi quần áo giúp anh mà thôi.
Bản thân anh cũng không rõ là mình đang tự an ủi bản thân hay thực sự nghĩ vậy. Dù sao hiện giờ anh chỉ muốn xem như tối qua không xảy ra chuyện gì. Được rồi. Dương Thanh mặc quần áo tử tế rồi nhìn chằm chằm Tô San, cảm ơn cô chuyện tối qua. Mặc dù Tô San đã quay đầu lại nhưng lúc nhìn Dương Thanh, mặt cô ta vẫn đỏ ửng lên. Cô ta mỉm cười lắc đầu, đừng khách sáo. Dứt lời, cô ta còn ngáp một cái, vẻ mặt đầy mệt mỏi, tôi về phòng đi ngủ đây, không nói chuyện với anh nữa. Câu nói này như đang nhắc Dương Thanh, tối qua hai người không hề ngủ chung phòng. Nghi ngờ trong lòng Dương Thanh tan biến sạch sẽ, anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong bộ dạng mệt mỏi của Tô San, chắc là tối qua anh nôn mửa, phải chăm sóc anh đến tận khuya. Hôm nay tôi còn có việc, ăn sáng xong sẽ đi luôn, Dương Thanh nói. Tô San cười đáp được, rảnh thì mời tôi một bữa nhé, coi như tiền công hôm qua. Được thôi, Dương Thanh nói. Sau khi Tô San rời khỏi, anh mới vội vàng gọi cho Tần Thanh Tâm. Cô lập tức bắt máy, chồng ơi, tối qua anh ở đâu thế? Sao không nghe điện thoại của em? Dương Thanh rất áy náy, không thể nói cho cô biết chuyện tối qua, nếu không chắc chắn cô sẽ hiểu lầm. Tối qua anh uống rượu với khách hàng nhiều quá, đành ngủ lại khách sạn một đêm. Xin lỗi em, Dương Thanh chột dạ nói. Ngủ ở khách sạn là thật, nhưng uống rượu với khách hàng là giả. Anh không sao là tốt rồi. Dương Thanh nghe thấy Tần Thanh Tâm thở dài một hơi. Cô nói, chuyện bên em đã xử lý xong xuôi. Em đang lên máy bay về Giang Hải rồi. Đợi giải quyết xong chuyện của tập đoàn Tam Hòa, em sẽ dẫn Tiêu Tiêu tới Yến Đô. Hai ngày nữa anh cũng về Giang Hải. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, chúng ta sẽ cùng tới Yến Đô. Dương Thanh vội vàng nói. Sau khi cúp máy, nỗi lo lắng trong anh mới bớt đi. Lúc này trong một trang viên xa hoa. Ở một căn biệt thự trong trang viên, một người phụ nữ trung niên đi qua đi lại trong phòng, mặt mũi u sầu. Mẹ yên tâm, nhất định anh sẽ không sao. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nắm tay người phụ nữ trung niên, thấp giọng an ủi. Cô ta không biết trên mặt mình cũng tràn đầy lo lắng nhưng vẫn cố an ủi mẹ mình. Hoa Nhã, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tống Hoa Vĩ lại nói bạn của anh con nghe lệnh anh con giết Tống Hoa Đông? Thậm chí còn ép nó lăn ra khỏi Club Hoàng Kim ngay trước mặt mọi người. Người phụ nữ trung niên lo âu hỏi. Bà ta chính là mẹ của Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã, tên Lý Hải Vinh. Tống Hoa Nhã mím chặt môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tối qua sau khi trở về gia tộc, Tống Hoa Nghĩa đã bị gọi đi gặp chủ nhà họ Tống. Cả đêm không về, cả Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ à! Đúng là người giết Tống Hoa Đông, ép Tống Hoa Vĩ lăn khỏi Club Hoàng Kim có quen biết anh con nhưng tính ra bọn họ còn không phải bạn bè. Tống Hoa Nhã lên tiếng. Không phải bạn bè. Lý Hải Vinh ngơ ngác hỏi, không phải bạn bè thì sao lại giúp anh con? Không chỉ giết Tống Hoa Đông mà còn bảo Tống Hoa Vĩ lăn ra khỏi Club Hoàng Kim trước mặt bao người. Đây chính là đang giúp anh con mà. Con nghĩ con nói vậy thì ông nội sẽ tha cho anh con sao? Đây chính là điều Tống Hoa Nhã lo lắng. Đến cả mẹ cô ta cũng không tin, nói gì tới chủ nhà họ Tống. Mẹ ơi, con nói thật mà. Thực ra anh Thanh cũng không ưa gì anh con, vì anh con lừa anh ấy tới Club Hoàng Kim. Tống Hoa Nhã thấp giọng nói, tại Tống Hoa Đông chủ động khiêu khích anh Thanh nên mới bị anh ấy đá bay. Nào ngờ mới đá một cái cậu ta đã chết rồi. Còn việc bắt Tống Hoa Vĩ lăn đi cũng là anh ta tự gieo gió gặt bão. Nếu không nhờ anh con xin giúp, Tống Hoa Vĩ cũng chết rồi. Nghe vậy, Lý Hải Vinh không khỏi kinh hãi. Đương nhiên bà ta tin lời con gái, chỉ là người nhà họ Tống chắc chắn sẽ không chịu tin. Luôn miệng gọi anh Thanh, con thích cậu ta à, Lý Hải Vinh đột nhiên hỏi. Tống Hoa Nhã chỉ kể lại chuyện ngày hôm qua nhưng không ngờ mình lại vô thức gọi Dương Thanh là anh Thanh. Bị mẹ hỏi vậy, Tống Hoa Nhã lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói, không phải đâu mẹ. Con mới gặp anh Thanh lần đầu, sao có thể thích người ta được? Rốt cuộc Lý Hải Vinh vui vẻ nở nụ cười. Làm sao bà ta không nhìn ra được con mình đang rung động? Con à, nếu con có thể hẹn hò với người kia, mẹ có chết cũng yên tâm về hai anh em con. Lý Hải Vinh nắm tay Tống Hoa Nhã, dịu dàng nói. Tống Hoa Nhã càng xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt.
Cô ta đang định giải thích thì bị Lý Hải Vinh nói chen vào, được rồi, con đừng giải thích làm gì. Con là con gái mẹ, sao mẹ không biết con đang nghĩ gì? Từ khi bố con mất, nhà họ Tống không còn ai có thể bảo vệ chúng ta. Nếu không anh con cũng không bị chèn ép như vậy dù đã bỏ ra biết bao công sức. Nếu con có thể tìm được một người đàn ông lợi hại làm chỗ dựa, rời khỏi nhà họ Tống cũng chẳng sao. Mẹ không mong các con giàu sang, chỉ cần hai đứa sống bình an đến hết đời là mẹ mãn nguyện rồi. Nghe thấy thế, Tống Hoa Nhã cảm động hai mắt đỏ hoe. Cô ta vừa gặp Dương Thanh lần đầu đã đem lòng yêu thích, nhưng cũng biết anh đã kết hôn. Đời này hai người họ không có duyên phận. Khi cô ta đang định giải thích, một bóng người già nua cuống quýt chạy vào, hoảng hốt nói, bà chủ, không xong rồi. Chủ gia tộc muốn trục xuất cậu Nghĩa khỏi gia tộc. Cái gì? Lý Hải Vinh kinh ngạc thốt lên. Mặc dù bà ta vẫn luôn không ủng hộ Tống Hoa Nghĩa tranh đoạt vị trí người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Tống nhưng cũng biết tại sao Tống Hoa Nghĩa muốn làm vậy. Bởi vì năm đó, bố của Tống Hoa Nghĩa từng rất kỳ vọng hắn ta có thể kế thừa vị trí chủ gia tộc. Nhưng không ngờ ông ta đã mất sớm từ khi Tống Hoa Nghĩa còn rất nhỏ. Bà chủ, cậu Nghĩa đã quỳ trước cửa nhà chủ gia tộc cả một đêm để cầu xin ông ấy cho một cơ hội. Thế nhưng lần này chủ gia tộc thực sự muốn đuổi cậu ấy đi rồi. Ông già lo lắng nói, bà hãy đi cầu xin chủ gia tộc, biết đâu ông ấy sẽ nể tình cho cậu Nghĩa một cơ hội. Chúng ta đi. Lý Hải Minh dứt khoát đi ra ngoài. Tống Hoa Nhã cũng vội vã theo sau. Hai mẹ con họ đi tới cửa biệt thự của chủ gia tộc thì thấy Tống Hoa Nghĩa đang quỳ ở đó, kiên định nói, ông nội, cái chết của Tống Hoa Đông và nỗi nhục của Tống Hoa Vĩ đều do họ tự làm tự chịu, không liên quan tới cậu Thanh. Xin ông nội bớt giận, đừng tìm cậu Thanh tính sổ. Nếu không nhà họ Tống sẽ gặp tai họa lớn. Nghe vậy, một giọng nói giận dữ từ trong biệt thự truyền ra, thằng khốn kiếp này, mày còn dám cầu xin thay thằng danh kia sao? Nó giết chết em của mày, sỉ nhục anh cả mày trước mặt mọi người. Đây đúng là chà đạp lên tôn nghiêm của nhà họ Tống. Nó bắt buộc phải chết mới có thể rửa sạch nhục nhã cho gia tộc. Còn mày là dòng chính nhà họ Tống lại sai người ngoài ra tay với anh em, đúng là đồ bất hiếu. Nếu tao không đuổi mày ra khỏi gia tộc, liệu sau này mày có muốn đoạt luôn ghế chủ gia tộc của tao luôn không? Người nói chính là chủ nhà họ Tống, Tống Thanh Sơn. Lý Hải Vinh nghe vậy mới hiểu, thì ra Tống Hoa Nghĩa nói giúp cho cái cậu tên Dương Thanh kia, lòng thầm kinh hãi. Bà ta biết con trai mình kiêu ngạo đến mức nào. Vậy mà giờ đây lại cầu xin giúp một người trẻ tuổi. Không chỉ con trai mà con gái bà ta cũng vừa gặp đã yêu người kia. Bà ta bỗng muốn gặp chàng trai tên Dương Thanh kia một lần. Tống Hoa Nghĩa không hề biết mẹ mình đang nghĩ gì, thậm chí không cầu xin Tống Thanh Sơn đừng đuổi mình đi mà chỉ nói giúp cho Dương Thanh. Bề ngoài giống như hắn ta đang cầu xin thay Dương Thanh nhưng chỉ mình hắn ta biết, mình không muốn nhà họ Tống đắc tội Dương Thanh. Một người trẻ tuổi rất có khả năng là người của tướng quân của biên giới phía Bắc, nhà họ Tống đắc tội nổi sao? Nếu khiến tướng quân của biên giới phía Bắc ra mặt, đừng nói là nhà họ Tống, dù là tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng sẽ tức thì bị hủy diệt. Ông nội đuổi cháu khỏi gia tộc, cháu nhận, nhưng nếu muốn trả thù cậu Thanh, cháu không đồng ý, Tống Hoa Nghĩa kiên định nói. Tống Hoa Nghĩa, mày to gan thật đấy, dám cầu xin cho thằng danh con kia sao? Tao chịu nhục cũng được, nhưng Hoa Đông bị nó giết. Nếu thằng khốn ấy không chết, người khác sẽ nghĩ gì về nhà họ Tống? Liệu bọn họ có cho rằng, nhà họ Tống vô dụng không dám động tới một thằng danh mới hơn 20 tuổi hay không? Tống Hoa Vĩ đi ra khỏi biệt thự, cười lạnh không ngừng. Tống Hoa Nghĩa tức giận, cắn răng nói, tại sao Hoa Đông bị giết, anh bị sỉ nhục, chẳng lẽ anh không rõ sao? Tống Hoa Vĩ, tôi có thể từ bỏ tranh đoạt vị trí người thừa kế đời thứ ba. Nhưng nếu các người muốn trả thù cậu Thanh, dù có chết tôi cũng phải ngăn cản. Bởi vì, cậu Thanh không phải người nhà họ Tống có thể đắc tội. Tống Hoa Nghĩa nổi giận đùng đùng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn ta muốn ngăn nhà họ Tống động tới Dương Thanh, cũng lo Dương Thanh sẽ tức giận nhờ tới thế lực của biên giới phía Bắc tiêu diệt cả nhà họ Tống. Năm đó nếu không nhờ bố hắn ta, nhà họ Tống đã bị diệt vong từ lâu rồi. Những năm gần đây,
hắn ta khăng khăng muốn đoạt vị trí người thừa kế là vì không muốn trơ mắt đứng nhìn nhà họ Tống được bố mình dùng mạng đối lấy bị hủy hoại. Người đâu, đuổi nó ra ngoài cho tôi. Tống Thanh Sơn trong biệt thự quát ầm lên. Ngay sau đó, hai gã cao thủ nhà họ Tống đi tới bên cạnh Tống Hoa Nghĩa, lạnh lùng nói, đừng ép chúng tôi phải ra tay. Cút ra. Tống Hoa Nghĩa đẩy gã cao thủ cản đường mình, giống to, ông nội, nếu ông vẫn chưa hết giận thì có thể giết cháu, coi như là báo thù rửa hận cho Hoa Đông. Nhưng đừng trả thù cậu Thanh, cậu ấy không phải kẻ tầm thường, đắc tội cậu ấy sẽ khiến nhà họ Tống sụp đổ. Ông nội, cháu không nói láo đâu, đây là sự thật. Tống Hoa Nghĩa hét khàn cả giọng, muốn cảnh báo Tống Thanh Sơn về sự nguy hiểm của Dương Thanh. Chỉ là lúc này, không một ai chịu tin lời hắn ta. Tống Thanh Sơn lạnh giọng nói, một thằng nhóc có thực lực không tệ mà thôi, sao có thể uy hiếp được sự tồn vong của nhà họ Tống này. Mày muốn giải vây cho nó cũng đừng coi bọn tao là đồ ngu chứ. Ông nội nói không sai, rõ ràng mày đang muốn giải vây giúp thằng danh kia nên mới cố tình nói nhăng nói cuội. Mày coi bọn tao là đồ ngu thì thôi đi, còn dám coi ông nội là đồ ngu. Mày đúng là đồ mất dạy. Tống Hoa Vĩ tiếp tục châm ngòi. Đuổi đi. Tống Thanh Sơn lại tức giận giống lên. Tống Hoa Nghĩa chỉ cảm thấy bi ai, không cầu xin nữa, chỉ nhìn hai gã cao thủ trước mặt, lạnh lùng nói, cút ra. Tôi sẽ tự đi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào biệt thự, cố khuyên lần cuối, ông nội, thân phận của cậu Thanh rất đặc thù, cháu không tiện để lộ ra. Nhưng xin ông hãy điều tra kỹ càng trước khi ra tay. Dứt lời, hắn ta quay người rời đi. Lý Hải Vinh đã tới từ lâu, sau khi xác nhận Tống Hoa Nghĩa chỉ bị trục xuất khỏi gia tộc chứ không bị thương gì mới yên tâm, không hề nói gì, cũng không cầu xin giúp Tống Hoa Nghĩa. Bởi vì bà ta biết, bà ta có nói thế nào Tống Thanh Sơn cũng sẽ không thay đổi ý định. Ba người nhà họ quay lưng rời đi trước mắt người nhà họ Tống. Tịch thu toàn bộ tài sản của ba người họ về gia tộc. Tống Thanh Sơn giận dữ hét. Vâng thưa chủ gia tộc. Quản gia tuân lệnh đáp. Sau khi rời khỏi trang viên nhà họ Tống, Tống Hoa Nghĩa mới áy náy nói, mẹ, Hoa Nhã, tại con liên lụy hai người. Lý Hải Vinh khẽ mỉm cười lắc đầu, con biết mà, mẹ vẫn luôn không muốn con nắm quyền trong gia tộc. Có lẽ rời đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Anh à, em đã chán cái nhà này từ lâu rồi. Sau khi bố mất, có bao giờ bọn họ coi chúng ta là người nhà đâu? Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tống Hoa Nhã tràn đầy oán giận, tức giận nói, chúng ta không chỉ rời khỏi nhà họ Tống, còn phải sống tốt hơn để bọn họ biết, không phải bị đuổi đi thì chúng ta không sống nổi. Tống Hoa Nghĩa thấy lòng đắng chát, không phải hắn ta tiếc nuối cuộc sống giàu sang trong nhà họ Tống, mà là lo lắng nhà họ Tống chọc phải Dương Thanh, gây ra tai họa. Lý Hải Vinh hiểu được ý nghĩ của hắn ta, khẽ cười nói, con đã cố hết sức rồi. Nhà họ Tống có gặp phải chuyện gì cũng không liên quan đến con. Tống Hoa Nghĩa thở dài, gật đầu đáp, hai người yên tâm, con sẽ kiên cường bước tiếp. Đúng lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen chậm rãi đỗ lại trước mặt ba mẹ con họ. Cửa kính xe được hạ xuống, một người trung niên ló mặt ra, lạnh lùng nhìn Tống Hoa Nghĩa, chủ tịch Thanh của chúng tôi bảo tôi đến đón ba người. Ba mẹ con nghe thấy đối phương nói vậy liền sững sờ. Chủ tịch Thanh. Tống Hoa Nghĩa rất nghi hoặc, không biết mình quen chủ tịch nào tên Thanh. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh. Người trung niên giải thích một câu. Lúc này, Tống Hoa Nghĩa mới chợt nhớ ra, Dương Thanh còn là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng sao Dương Thanh lại biết bọn họ sẽ bị đuổi đi? Rõ ràng người trung niên này vẫn luôn chờ họ. Hiện giờ nhà họ Tống đã đuổi cả ba ra khỏi gia tộc. Thậm chí đến cả thẻ ngân hàng cũng cho đóng băng. Có thể nói bọn họ đang không một xu dính túi. Lên xe đi. Tài xế trung niên thấy mấy người ngây ra đó bèn thúc giục. Mẹ ơi, cậu Thanh đã cho mời, chúng ta cứ đi một chuyến xem sao, Tống Hoa Nghĩa nói với mẹ. Lý Hải Vinh khẽ gật đầu. Bà ta vốn muốn gặp Dương Thanh một lần, không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa có vẻ Dương Thanh còn thông minh hơn bà ta nghĩ nhiều. Bọn họ vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, người Dương Thanh sắp xếp đã tới đón họ. Mãi đến khi lên xe, Tống Hoa Nhã mới giật mình tỉnh ngộ, gương mặt tinh xảo tràn đầy vui mừng, anh ơi, anh Dương mời chúng ta sao?
Tống Hoa Nghĩa ngồi cạnh ghế lái khẽ gật đầu đáp, đúng là cậu Thanh. Cùng lúc đó trong biệt thự của Tống Thanh Sơn, người nhà họ Tống đều tụ tập đông đủ, lúc này bầu không khí đang rất căng thẳng, vẻ mặt Tống Thanh Sơn tràn ngập tức giận. Tống Hoa Nghĩa không phải người ăn nói lung tung, nó đã nói người tên Dương Thanh kia không dễ trêu vào nhất định là có lý do. Tôi đề nghị nên điều tra rõ ràng rồi mới quyết định có ra tay với cậu ta hay không. Một bậc cha chú nhà họ Tống lý trí nói. Vừa rồi tất cả đều muốn lập tức trả thù Dương Thanh, chỉ có ông ấy đưa ra ý kiến phản đối. Chú hai à, theo lời chú nói, chẳng lẽ Dương Thanh thực sự có thân phận gì đó thì cái chết của con trai cháu cứ bỏ qua như vậy thôi sao? Một người trung niên nổi giận chất vấn. Ông ta là bố của Tống Hoa Đông, nỗi đau mất con khiến ông ta rất hận Dương Thanh. Ông nội chú, thằng nhóc ấy làm gì có thân phận gì? Hôm qua ở Club Hoàng Kim, Vũ Văn Bân đã nói rồi, nó chỉ là một thằng con rơi bị gia tộc Vũ Văn đuổi khỏi gia tộc từ nhiều năm trước thôi. Chỉ là học được chút võ thuật mà thôi. Giết một thằng con rơi cũng chả sao, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tống Hoa Vĩ cũng lên tiếng. Người muốn giết Dương Thanh nhất chỉ có thể là hắn. Hắn là cháu đích tôn của nhà họ Tống, vậy mà tối qua bị Dương Thanh bắt lăn ra khỏi Club Hoàng Kim trước mặt mấy nghìn người. Bây giờ hắn còn không dám đi ra ngoài, sợ bị người khác nhận ra. Nếu thực sự là vậy thì có thể ra tay. Bậc cha chú vừa mới nói cần điều tra rõ ràng Dương Thanh cũng không khuyên tiếp nữa. Còn ai có ý kiến gì không? Tống Thanh Sơn hỏi. Không ai dám mở miệng. Được rồi, nếu không còn ý kiến gì nữa thì mau bắt thằng nhóc kia đến nhà họ Tống. Tôi phải dùng máu của nó tế vong hồn Hoa Đông. Tống Thanh Sơn hung ác nói. Nhìn sang Tống Hoa Vĩ, nếu tối qua nó sỉ nhục cháu thì hôm nay cháu hãy dẫn theo cao thủ của gia tộc đi bắt thằng nhóc kia đi. Vâng thưa ông nội, Tống Hoa Vĩ vô cùng kích động. Dương Thanh cũng không biết nhà họ Tống đã quyết định muốn ra tay với mình. Lúc này anh đang ở trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Anh đang đọc vài tập tài liệu. Không ngờ ba người này đều là nhân tài. Cuối cùng Dương Thanh cũng đọc hết tài liệu. Tiện tay ném xuống mặt bàn. Lạc Bân vẫn đứng trước mặt anh không dám lên tiếng mới vội vàng nói, nhất là Lý Hải Vinh, tính ra cũng là đàn chị của tôi. Bà ấy rất có tài kinh doanh. Nếu năm đó không gả vào nhà họ Tống, có lẽ giờ đây bà ấy đã là nữ chủ tịch nổi danh thế giới. Nghe nói chồng của bà ấy là Tống Lỗi từng được chọn làm người thừa kế đời thứ hai của nhà họ Tống đều nhờ có bà ấy giúp đỡ. Toàn bộ doanh nghiệp do Tống Lỗi phụ trách đều không bị thua lỗ, tất cả đều nhờ vào Lý Hải Vinh. Lạc Bân cảm thán. Tập tài liệu Dương Thanh vừa đọc đều là thông tin về ba mẹ con nhà này do Lạc Bân thu thập được. Không chỉ Lý Hải Vinh, Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã cũng đều là nhân tài có thành tích nổi bật, rất có tài kinh doanh. Chỉ có Tống Hoa Nhã hơi yếu một chút nhưng cũng từng là con nhà người ta được rất nhiều đại học hàng đầu của nước ngoài gửi thông báo trúng tuyển. Năng lực cũng rất xuất sắc. Chỉ là so với Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa thì không ưu tú bằng mà thôi. Dương Thanh tiếp xúc với Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã cũng thấy hai người họ rất trọng tình cảm. Mà anh đã đoán được kết cục của Tống Hoa Nghĩa nên khi biết hắn ta quỳ trước cửa nhà chủ gia tộc họ Tống suốt cả đêm, anh đã cho người tới nhà họ Tống đón họ. Chủ tịch, nếu ba mẹ con họ làm việc cho cậu, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhất là Lý Hải Vinh đã từng tự mình thành lập công ty ở nước ngoài. Nếu không vì lấy chồng, có lẽ bà ấy đã định cư ở nước ngoài, kinh doanh ở nước ngoài rồi. Chỉ cần bà ấy đồng ý, tôi đề nghị hãy giao nhiệm vụ mở rộng thị trường ở nước ngoài cho bà ấy. Lạc Bân kích động nói. Dương Thanh nhìn Lạc Bân kỳ quái hỏi, không phải ông với bà ấy có gì đấy chứ? Nghe vậy, Lạc Bân lập tức ngẩn người. Một lúc lâu sau ông ta mới lấy lại tinh thần, mặt mũi đỏ bừng không dám giấu giếm nói, năm xưa tôi từng yêu thầm bà ấy, chỉ sợ bà ấy còn chẳng biết có một người bạn cùng trường như tôi. Dương Thanh tỏ vẻ đã hiểu khiến Lạc Bân càng thêm ngượng ngùng. Đúng lúc này có người gõ cửa, thư ký nói vọng vào, thưa chủ tịch, mấy người nhà bà Lý tới rồi. Cho họ vào đi. Dương Thanh lên tiếng nói. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Hai gương mặt quen thuộc và một gương mặt trung niên lạ lẫm xuất hiện. Chào cậu Thanh. Tống Hoa Nghĩa trông thấy Dương Thanh, cung kính chào hỏi.
Tống Hoa Nhã rất kích động nhưng không dám thể hiện trước mặt mẹ mình, chỉ ngượng ngùng nói, chào anh Thanh. Dương Thanh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Lý Hải Vinh. Có lẽ là vì chưa kịp thay quần áo đã bị đuổi khỏi nhà họ Tống nên Lý Hải Vinh vẫn mặc một bộ sườn xám cao quý. Không hổ là người từng được Lạc Bân yêu thầm, dù đã có hai người con trưởng thành nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Trong lúc Dương Thanh đang đánh giá Lý Hải Vinh, bà ta cũng đang đánh giá anh. Bà ta ở nhà họ Tống lâu như vậy nhưng chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào dám nhìn thẳng vào mình như Dương Thanh. Nhưng bà ta cảm nhận được áp lực tỏa ra từ trên người Dương Thanh, đến cả chủ nhà họ Tống, Tống Thanh Sơn cũng kém xa. Rốt cuộc cậu ấy là ai mà lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Lý Hải Vinh bỗng hiểu ra, tại sao con trai của mình tin tưởng chàng trai trẻ này như vậy, đến cả con gái mình cũng vừa gặp đã yêu. Cậu ấy chính là cậu Thanh con từng kể với mẹ. Tống Hoa Nghĩa thấy không khí hơi ngột ngạt, vội vàng chủ động giới thiệu. Chào cậu Thanh. Lý Hải Vinh mỉm cười chào hỏi, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Giọng nói của bà ta rất êm tai, nói chuyện dịu dàng đúng chất phụ nữ phương Nam. Chào bà Lý, mời ngồi. Dương Thanh chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Tống Hoa Nhã không nhịn được lên tiếng đầu tiên, anh Thanh cho người đón chúng em có chuyện gì sao? Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa cũng nhìn chằm chằm Dương Thanh. Anh khẽ cười đáp, tôi muốn mời mọi người làm việc cho tôi. Nghe thấy Dương Thanh nói vậy, ba người đều sững sờ. Không ai nghĩ tới Dương Thanh cho người đón họ đến là để họ làm việc cho anh. Dù thế nào bọn họ cũng là người của nhà họ Tống. Nếu làm việc dưới quyền Dương Thanh chẳng phải là đắc tội nhà họ Tống rồi sao? Mọi người không cần lập tức trả lời tôi. Tôi sẽ cho mọi người một ngày để suy nghĩ rồi hãng nói cho tôi đáp án. Ba người chưa kịp mở miệng, Dương Thanh đã nói tiếp. Tôi, Tống Hoa Nghĩa ngơ ngác một lúc rồi lập tức mừng thầm, đang định đồng ý thì bị Lý Hải Vinh chặn họng, không cần một ngày, cho chúng tôi 10 phút là đủ rồi. Dương Thanh đứng dậy nói, nếu mọi người yên tâm thì cứ suy nghĩ trong văn phòng của tôi đi. Lý Hải Vinh mỉm cười cảm kích, đương nhiên là yên tâm. Dương Thanh không nói thêm gì nữa, dẫn Lạc Bân tạm thời tránh đi. Sao mẹ lại ngăn cản con? Tống Hoa Nghĩa oán trách. Lý Hải Vinh nhìn con trai, có phải vừa nãy con định đồng ý luôn không? Tống Hoa Nghĩa gật đầu đáp, được làm việc cho cậu Thanh chính là may mắn của chúng ta. Không giấu gì mẹ, con từng nhờ một người bạn trong quân đội điều tra cậu Thanh, nhưng địa vị của anh ấy cũng không đủ điều tra ra bất cứ tin tức gì. Hơn nữa, thực lực của cậu Thanh rất mạnh, đến cả cao thủ giúp Tống Hoa Vĩ giành được ngôi quán quân của Club Hoàng Kim suốt 3 năm liên tiếp cũng bị cậu Thanh dễ dàng lấy mạng. Mẹ nghĩ xem, cậu Thanh muốn chúng ta làm việc cho mình chẳng phải là may mắn sao? Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã là người thân nhất của Tống Hoa Nghĩa. Những chuyện hắn ta điều tra được không thể để lộ với người ngoài nhưng lại không chút e ngại nói cho hai người họ biết. Lần đầu tiên Lý Hải Vinh biết thêm về thân phận của Dương Thanh, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ý của con là, cậu ấy rất có khả năng nắm giữ địa vị cực cao trong quân đội à, Lý Hải Vinh hỏi. Tống Hoa Nghĩa gật đầu, con nghi ngờ cậu ấy chính là một trong những người thân cận với tướng quân của biên giới phía Bắc nhất. Dù là Lý Hải Vinh cũng không nén nổi kinh hãi. Bốn vùng biên giới của Chiêu Châu đều có tướng quân chấn giữ, trong đó tướng quân của biên giới phía Bắc có thực lực mạnh nhất, địa vị và quyền thế cũng cao nhất. Đến cả năm hoàng tộc và bốn vương tộc cũng phải khúm núm trước mặt vị tướng quân ấy. Nếu Dương Thanh thực sự là người thân cận với tướng quân của biên giới phía Bắc thì cũng có khả năng diệt sạch 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ với một câu nói. Lời con vừa nói đều là sự thật. Giờ mẹ đã biết tại sao con muốn đồng ý đề nghị của cậu Thanh rồi chứ, Tống Hoa Nghĩa nói. Mẹ à, con thấy anh nói không sai đâu. Với thân phận và địa vị của anh Thanh, chúng ta có thể làm việc cho anh ấy là vinh hạnh lớn. Tống Hoa Nhã cũng lên tiếng khuyên nhủ, hơn nữa, chúng ta đã bị đuổi khỏi gia tộc, hiện giờ trong người không một xu dính túi. Chỉ sợ toàn bộ Yến Đô cũng không có ai dám thu nhận chúng ta. Lý Hải Vinh không lập tức đồng ý. Vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Hoa Nhã và Tống Hoa Nghĩa, không phải mẹ muốn từ chối cậu Thanh, mà là muốn tranh thủ cho các con một cơ hội bảo đảm. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã đều không hiểu gì cả.
dù sao cậu Thanh cũng đã giết người nhà họ Tống, thậm chí ông nội các con còn muốn đuổi chúng ta đi. Các con nghĩ nhà họ Tống sẽ dễ dàng buông tha cậu Thanh sao? Mẹ không lập tức đồng ý chính là vì muốn hiểu thêm về cậu Thanh từ các con. Bây giờ mẹ đã biết, đương nhiên sẽ không từ chối sự giúp đỡ của cậu Thanh. Nhưng mẹ dám khẳng định, nhà họ Tống nhất định sẽ tìm cậu ấy trả thù. Các con cũng nói thân phận của cậu Thanh rất khủng bố. Nếu nhà họ Tống thật sự chọc vào cậu ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đến lúc đó các con bị kẹp giữa cậu Thanh với nhà họ Tống thì phải đối mặt thế nào? Lý Hải Vinh nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Tống Hoa Nghĩa lập tức cúi đầu. Không phải hắn ta không nghĩ tới chuyện này, mà là không muốn nghĩ. Hoa Nghĩa, mẹ hiểu tính cách của con. Bố con vì nhà họ Tống mà chết, cho nên dù có phải bỏ mạng con cũng sẽ nghĩ cách cứu gia tộc. Lý Hải Vinh ân cần nói, nếu nhà họ Tống đắc tội cậu Thanh chính là tự tìm chỗ chết. Lúc đó con sẽ cầu xin cậu Thanh tha cho nhà họ Tống hay khoanh tay đứng nhìn nhà họ Tống bị hủy diệt. Mẹ nghĩ dù là tình huống nào con cũng không muốn thấy phải không? Tống Hoa Nghĩa gật đầu, con hiểu ý mẹ rồi. Tại con nghĩ chuyện này quá đơn giản. Thế nên mẹ định thương lượng với cậu Thanh một điều kiện, chính là nếu nhà họ Tống chủ động tìm cậu ấy gây sự, hy vọng cậu ấy có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Tống một con đường sống. Lý Hải Vinh nghiêm túc nói, chỉ cần cậu ấy đồng ý, chúng ta sẽ làm việc cho cậu ấy. Mẹ ơi, chúng ta làm vậy liệu có hơi quá đáng không? Tống Hoa Nhã bỗng lên tiếng, nhà họ Tống đã trục xuất chúng ta, vốn chúng ta đang là kẻ cùng đường. Anh Thanh có lòng thu nhận chúng ta, thế mà chúng ta còn bàn điều kiện với anh ấy. Lý Hải Vinh nhìn con gái, bỗng thấy lòng mình chua xót. Bà ta biết con gái mình đã chìm sâu trong tình cảm với Dương Thanh. Bây giờ vì tình yêu mà đánh mất cả năng lực suy nghĩ. Hoa Nhã, mẹ nói không sai đâu. Chúng ta nên bàn điều kiện này với cậu Thanh. Tống Hoa Nghĩa lại rất lý trí, giải thích cho em gái nghe, chúng ta bị đuổi khỏi gia tộc, đúng là kẻ cùng đường mạt lộ. Nhưng nếu chúng ta không có giá trị, sao cậu Thanh lại phải chủ động thu nhận chúng ta? Anh thấy em thầm thích cậu Thanh nên chỉ muốn được làm việc cho cậu ấy thì có. Tống Hoa Nghĩa bật cười trêu chọc. Nghe vậy, Tống Hoa Nhã lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh trai, gắt giọng nói, anh đừng nói lung tung. Ha ha, được rồi, anh không nói lung tung nữa, Tống Hoa Nghĩa cười phá lên. Lý Hải Vinh rất hài lòng với Tống Hoa Nghĩa, mặc dù hắn ta cũng muốn làm việc cho Dương Thanh nhưng ít ra vẫn còn giữ được lý trí. Chúng ta quyết định vậy nhé, trước tiên cứ bàn điều kiện, nếu cậu Thanh đồng ý chúng ta sẽ làm việc cho cậu ấy, Tống Hoa Nghĩa nói. Lý Hải Vinh gật đầu cười hỏi, thế nếu cậu Thanh từ chối thì sao? Tống Hoa Nghĩa lập tức im bặt, hắn ta chỉ nghĩ tới trường hợp Dương Thanh đồng ý chứ chưa từng nghĩ anh sẽ từ chối. Nếu cậu ấy từ chối, chúng ta cứ rời khỏi Yến Đô. Thù oán giữa nhà họ Tống và cậu Thanh không còn liên quan tới chúng ta nữa. Sau một hồi im lặng, Tống Hoa Nghĩa mới lên tiếng, vẻ mặt châm chọc, dù nhà họ Tống bị diệt thì chúng ta cũng đã cố hết sức. Cậu Thanh, chúng tôi bàn bạc xong rồi. Tống Hoa Nghĩa gọi điện thoại cho Dương Thanh và nói. Được. Dương Thanh chỉ nói một từ. Ngay sau đó, cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Dương Thanh và Lạc Bân bước vào. Cậu Thanh, chỉ cần cậu hứa với chúng tôi một chuyện thì từ nay về sau, tính mạng của chúng tôi sẽ giao cho cậu, Tống Hoa Nghĩa đầy vẻ nghiêm túc nói. Dương Thanh rõ ràng cảm giác được khi Tống Hoa Nghĩa nói câu này. Trong mắt hắn tràn đầy mong đợi, dường như còn hơi căng thẳng. Không chỉ Tống Hoa Nghĩa như vậy mà cả Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã cũng như thế. Được, tôi đồng ý với mấy người. Dương Thanh đã đoán trước được yêu cầu mà Tống Hoa Nghĩa muốn đưa ra là gì. Thấy Dương Thanh đồng ý mà không hỏi gì, ba người họ đều rất ngạc nhiên. Tống Hoa Nhã bối rối hỏi, anh Thanh, anh có biết chúng em muốn anh đồng ý điều gì không? Dương Thanh khẽ cười, chẳng qua là tha cho nhà họ Tống thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Mấy người ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng Lý Hải Vinh là người định thần lại trước, bà ta nói, vậy thì cảm ơn Chủ tịch Thanh nhiều. Sau này có sắp xếp gì xin cứ căn dặn. Lý Hải Vinh phản ứng rất nhanh, ngay cả việc xưng hô của bà ta với Dương Thanh cũng thay đổi, trước đây là cậu Thanh, bây giờ đã biến thành Chủ tịch Thanh, điều này đã thể hiện được rõ ràng thái độ của bà ta. Sếp Lạc,
chuyện còn lại giao cho ông sắp xếp đó, Dương Thanh căn dặn. Vâng, thưa chủ tịch. Lạc Bân lập tức cung kính đáp lại, đồng thời ông ta cũng cảm thấy rất kích động, Dương Thanh nhờ ông ta thu xếp công việc cho Lý Hải Vinh, điều này cũng cho Lý Hải Vinh thấy rằng Dương Thanh tin tưởng ông ta. Ba người này đều là những người đến từ 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, đặc biệt Tống Hoa Nghĩa còn là dòng chính của nhà họ Tống. Nếu không bị nhà họ Tống trấn áp, hắn thậm chí còn có cơ hội trở thành chủ gia tộc tương lai. Giờ đây, những người có thân phận như thế này đều làm việc dưới tay ông ta. Dương Thanh nói xong liền xoay người rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Lạc Bân và mấy người Lý Hải Vinh. Xếp Lạc, sau này mong được chiếu cố thêm. Lý Hải Vinh cũng hiểu được ý đồ của Dương Thanh, bà ta mỉm cười và cũng tỏ rõ thái độ. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã cũng vậy, cả hai đều lên tiếng, sau này phải làm phiền xếp Lạc rồi. Không bao lâu nữa, chắc chắn mấy người sẽ cảm thấy tự hào về quyết định ngày hôm nay. Lạc Bân nói với nụ cười trên môi. Những lời này càng làm cho mấy người Tống Hoa Nghĩa cảm thấy ngạc nhiên hơn. Nếu những lời này được nói ra từ miệng Dương Thanh, có thể họ vẫn nghĩ rằng Dương Thanh kiêu ngạo, nhưng đây lại là Lạc Bân nói ra, khiến họ càng tin tưởng rằng lai lịch của Dương Thanh rất khủng. Xếp Lạc, không hay rồi, người nhà họ Tống đến rồi, họ lớn lối nói muốn tìm chủ tịch báo thù. Đúng lúc này, một nữ thư ký hốt hoảng chạy vào văn phòng và lo lắng nói. Nghe vậy, mấy người Tống Hoa Nghĩa đều chấn động, nhà họ Tống thật sự muốn tìm Dương Thanh báo thù sao? Sợ gì chứ? Lạc Bân cau mày mắng, nhà họ Tống thì đã sao? Cho dù là 8 gia tộc lớn ở Yến Đô cùng liên thủ lại với nhau, đã có chủ tịch ở đây rồi, ai còn dám hỗn láo chứ? Tống Hoa Nghĩa và Lý Hải Vinh liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Những lời nói này của Lạc Bân chắc chắn nói với họ rằng xuất thân của Dương Thanh vô cùng khủng khiếp. Nếu để Lạc Bân biết được suy nghĩ của ba người họ, nhất định sẽ kêu là bị oan, ông ta không phải đang cố tình làm màu mà chỉ đang nói ra sự thật thôi. Mẹ, con ra ngoài xem một chút, mẹ và em Nhã đừng ra mặt, Tống Hoa Nghĩa hơi lo lắng nói. Sau đó, hắn nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Lạc Bân không hề lo lắng, Dương Thanh vẫn đang ở tập đoàn Nhãn Thanh. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Bà Lý, tiếp theo đây chúng ta hãy nói về công việc nhé, Lạc Bân cười nói. Lý Hải Vinh vội nói, từ nay về sau, xếp Lạc cứ gọi trực tiếp tên tôi là được. Cùng lúc đó, hơn chục nhân viên bảo vệ đã ngã xuống sảnh tầng 1 của tập đoàn Nhạn Thanh. Tống Hoa Vĩ đang đứng giữa đại sảnh, bên trái và bên phải có hai cao thủ của nhà họ Tống, ngoài hai cao thủ này ra, phía sau hắn còn có 6 người. Đều là những kẻ mạnh hàng đầu của nhà họ Tống. Bảo chủ tịch của các người cút ra đây ngay bây giờ, nếu không chúng tôi sẽ đập nát tập đoàn Nhạn Thanh. Tống Hoa Vĩ ngạo nghễ nói. Trong gia tộc có những cao thủ hàng đầu nên hắn không hề sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng gặp được Dương Thanh, sau đó phế bỏ tay chân Dương Thanh rồi đưa về nhà họ Tống. Các nhân viên trong sảnh đều vô cùng kinh hãi. Tống Hoa Vĩ, anh đang làm gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên, Tống Hoa Nghĩa bước ra ngoài, vẻ mặt đầy tức giận. Tống Hoa Vĩ nhìn thấy Tống Hoa Nghĩa liền sửng sốt, sao cậu lại ở đây? Có điều khi hắn hỏi câu này, hắn đã đoán được câu trả lời rồi. Không đợi Tống Hoa Nghĩa phản ứng, hắn đã cười khẩy nói, tôi nói tại sao mấy người lại rời khỏi nhà họ Tống sớm như vậy, hóa ra là đến tập đoàn Nhạn Thanh. Sao hả, sau khi bị nhà họ Tống đuổi ra khỏi nhà? Mấy người định đầu quân cho thằng nhóc Dương Thanh đó sao? Làm một con chó bên cạnh cậu ta hả? Anh câm miệng lại cho tôi. Tống Hoa Nghĩa thẹn quá hóa giận, nếu không phải vì mục đích bảo vệ nhà họ Tống, thì bây giờ hắn quan tâm đến việc Dương Thanh có tiêu diệt nhà họ Tống hay không làm gì chứ? Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng rất ngạc nhiên. Người thanh niên này hóa ra là Tống Hoa Nghĩa, còn bị trục xuất khỏi gia tộc nữa. Cậu chủ cả Tống Hoa Vĩ của nhà họ Tống đưa người xông vào tập đoàn Nhạn Thanh, còn cậu chủ hai Tống Hoa Nghĩa của nhà họ Tống lại đang ở tập đoàn Nhạn Thanh. Lẽ nào Tống Hoa Nghĩa thực sự gia nhập tập đoàn Nhạn Thanh rồi sao? Tống Hoa Nghĩa là cậu chủ hai của nhà họ Tống. Dù có bị đuổi khỏi nhà họ Tống cũng sẽ không đến mức phải đến tập đoàn Nhạn Thanh làm việc chứ. Mọi người xung quanh bàn tán rất sôi nổi, mặc dù đều là nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng theo họ thấy,
tập đoàn Nhạn Thanh vô cùng nhỏ bé trước nhà họ Tống, một trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Tống Hoa Nghĩa, nếu cậu đã ở đây rồi thì càng tốt, chắc chắn cậu có thể liên hệ được với Dương Thanh. Mau bảo cậu ta cút ra đây, để ông đây đánh gãy chân tay cậu ta, sau đó đưa về nhà họ Tống chịu phạt. Tống Hoa Vĩ nói đầy vẻ thách thức. Tống Hoa Vĩ, tôi khuyên anh nên đưa người rời khỏi đây ngay, nếu không sẽ thực sự mang đến tai họa cho nhà họ Tống, anh chính là tội nhân không thể tha thứ của nhà họ Tống. Tống Hoa Nghĩa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Mặc dù Dương Thanh đã hứa với hắn rằng sẽ tha cho nhà họ Tống, nhưng không có gì đảm bảo rằng khi nhà họ Tống đã phá vỡ giới hạn của Dương Thanh thì có mang lại tai họa diệt tộc cho nhà họ Tống hay không. Ha ha ha! Tống Hoa Vĩ đột nhiên cười phá lên, Tống Hoa Nghĩa, cậu đang uy hiếp tôi sao? Dựa vào Dương Thanh mà lại có thể mang đến tai họa diệt tộc cho nhà họ Tống sao? Anh muốn sao thì mới rời khỏi đây, Tống Hoa Nghĩa hơi mất kiên nhẫn, nhỏ giọng quát. Tống Hoa Vĩ giễu cợt, lẽ nào tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bảo Dương Thanh cút ra đây, đợi sau khi tôi phế bỏ cậu ta thì sẽ đưa cậu ta về nhà họ Tống. Xem ra mọi nỗ lực của tôi đều vô ích rồi, Tống Hoa Nghĩa đột nhiên cười tự giễu. Lẽ ra hắn phải nghĩ ra, với sự kiêu ngạo của nhà họ Tống, cho dù hắn có nói cho nhà họ Tống biết suy đoán của mình về thân phận của Dương Thanh thì nhà họ Tống cũng sẽ không dừng lại ở đó. Cùng lúc đó, tại trang viên nhà họ Tống, trong biệt thự của chủ gia tộc Tống Thanh Sơn, Tống Thanh Sơn đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây, vở hí khúc vẫn đang chiếu trên TV màn hình khổng lồ trong biệt thự. Lão ta đang dựa vào chiếc ghế đan bằng mây một cách vô cùng thoải mái. Nghe hí khúc là sở thích lớn nhất của Tống Thanh Sơn, nay lão ta đã có tuổi, cũng dần dần từ bỏ quyền lực trong tay nên bản thân lão càng ngày càng nhàn nhã. Chủ gia tộc, không hay rồi. Phú Văn Cao Dương đem người tới đây rồi, nói là nhà họ Tống ra tay với con trai ông ta, muốn nhà họ Tống phải có một lời giải thích. Đột nhiên, một bóng người hốt hoảng xông vào biệt thự của Tống Thanh Sơn với vẻ mặt đầy lo lắng nói. Đồ khốn kiếp, ai bảo mày xông vào? Không phải chỉ là Vũ Văn Cao Dương mang người đến nhà họ Tống thôi hay sao? Có gì mà phải sợ chứ, Tống Thanh Sơn quát tháo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.